Qua 2 năm hẹn hò, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã làm nức lòng fan bằng nhiều hình ảnh và chia sẻ ngọt ngào. Mới đây nhất là thông tin đả nữ đã nhận lời cầu hôn từ tình trẻ. Siêu hôn lễ của cặp đôi đang rất được mong đợi, đó chắc chắn là sự kiện hot trong showbiz Việt. Trước thềm đám cưới, chị đẹp Ngô Thanh Vân liên tục đăng những khoảnh khắc tình tứ bên vị hôn phu kém 11 tuổi. Ngoài bó hoa cưới huyền thoại, những cầu hôn của Huy Trần dành cho Ngô Thanh Vân cũng khiến dân tình tò mò. Trong loạt ảnh mới đây, cả hai đã hé lộ cận cảnh chiếc nhẫn kim cương lấp lánh mà netizen cũng đoán có giá trị không nhỏ. Trước đó, vào sáng 15 tháng 3, nữ ca sĩ Đông Nhi cũng đã đăng tải trên Facebook cá nhân hình ảnh chụp bó hoa cưới và tiết thiệp viết tay từ Ngô Thanh Vân. Đã nữ viết, cảm ơn Nhi và Thắng vì bó hoa cưới hôm đấy nhé, chị đã xin vía thành công rồi.